Mic RC test flycam F11S của anh Viên ạ. Flycam anh Viên thì khi mẹ nhận được tình trạng máy của anh là bị bung vỏ, bị gãy hai càng. Thì hiện tại bên em tiến hành khắc phục các lỗi của anh rồi. Bây giờ em sẽ bay để kiểm tra các chức năng bay của mình nhé. Em khởi động máy ạ. Đấy ạ, 4 động cơ anh khởi động anh nhé. Em lên bay lên. Đấy, máy anh bay lên. Em quay để bớt ngược kháng một chút. Em bay cao một chút rồi nhé. Đây ạ, máy anh bay lên bình thường, các động cơ hoạt động ổn định. Máy anh giữ vị trí. Bây giờ em sẽ tiến hành bay cao một chút để kiểm tra chức năng bay của mình. Em di chuyển ạ. Em đang bay cao và xa để kiểm tra chức năng return to home cũng như là các chức năng của mình bay ổn định hay không. Nếu bay ổn định thì khi return to home thì máy của anh sẽ bay tốt, còn nếu không ổn định thì sẽ không thể return to home được. Bay xa nhé. Đấy, em bấm return to home. Đấy, flycam mình đang quay về kìa. Hiện tại flycam anh hoạt động ổn định, bên em xin phép là gửi trả lại máy cho anh ạ.